đấy nó nhận dạng ngay, nó tự động nó phanh lại đó. Tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh hồn đôi mắt nhớ xa xăm, vì ngàn yêu thương anh xếp muôn mực xanh, băng mình vào sương gió sống trọn kịp trái. Chính nhân ơi khi
đặt buộc rồi. Làng trên đồi, cái làng nằm ở vách đồi.
vào tiếp nữa à? Hoặc là phải sửa đi, nhiều đi. Còn đi được. Ừ. Nhưng mà vào tiếp khó khăn. Bất thời hạn. Thế sao thì nó làm tiếp mới thôi gì đó. Thì quan trọng là nó có bị lỗi gì không? Xe đấy hồi xưa tiền công 27-28 ngàn đúng không nhỉ? Bây giờ 10 ngàn là mua được cái đấy rồi. Xe đấy cũng cao mà cũng combi nhiều chỗ. Chờ đón ngày anh về.
Heute in 1100 Metern an der Ausfahrt Aschaffenburg West rechts abfahren in Richtung Stockstadt. Jetzt rechts abfahren und danach links fahren. Jetzt links fahren. Ơi anh đi, mình với mình vừa quên, tình nhung chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như biển mây vàng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nắng em xuôi giữa sông. Thì hôm nay tới, mới đi, mình sẽ vào kê đó. Bitte in 1000 Metern links fahren und der B469 weiter folgen in Richtung Stockstadt. Nơi đây đơn sơ như lòng đường vô vắng. Lại bùng phát nên nó chạy chậm dần nên nhiều sao? Tôi buồn những rồi quên. 469 đi vào như thế. Jetzt links fahren und danach rechts fahren. Cái gì mà links fahren? Lên trên kia mới xuống, đi một xuống đây. Mình chưa biết nữa. Đến đây mới đâu mới dễ vào này. Đấy, đi đường khác không? Đến đây mới xuống Stockstadt. Nghĩa là đến 3 lần liền mình đi. Jetzt rechts fahren. 69. Mà nhớ nhiều là em. Đêm nay từ đây về nhà còn 65 cây số nữa mà. Nhịp canh thay bằng tiếng súng. Nửa trăng nghiêng đồi trách bóng. Như sẽ hoang vu núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ. Đi qua cái đường 30 hao rồi đấy. Bài thơ chưa đoạn cuối. Ngày mai chết thêm vần vào em ơi. Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên giờ. Em vào được không? Demnächst rechts abfahren. Hôm nay mùa đông, mai kia là thu đêm. Dù ngày đêm chinh chiến, vẫn hoài nhớ em. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng. Bitte in 1000 Metern rechts abfahren und der B26 folgen in Richtung Darmstadt. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối. Ngày mai chết thêm vần vào em ơi, viết trên thiếp hồng, nét chữ.
chữ hoa cuối dòng, tên em vào đường. Jetzt rechts abfahren und danach rechts fahren. Viết trên thiếp hồng, nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không? Jetzt rechts fahren. Rechts fahren kìa hả? Mình đi không biết tưởng ra kia nữa nhỉ? Trời không, thế sai rồi. Đúng rồi. Vẫn ra được. Nhưng mà trên kia nó cũng rechts được mà. Hai cái cùng đi vào rechts luôn. Bitte 31 km der B26 folgen. Tốt rồi cả đấy.